Dạ, xin kính chào quý ông bà cũng chú đến với kênh của em ha. Kính chúc cho mình có buổi làm việc thật là vui vẻ và luôn gặp điều may mắn ạ. Thì buổi trưa ngày hôm nay đó có một cái thông tin rất là nóng, rất là sốt trong buổi trưa ngày hôm nay của chú anh chị em. Đặc biệt là dành cho những người mà yêu mến thầy Thích Minh Tuệ và kính trọng thầy Thích Minh Tuệ vì cái việc khổ hạnh của thầy đã thực hiện 13 hạnh đầu đà ha. Thì chúng ta biết rằng là khi mà thầy Minh Tuệ xuất hiện đó thì rất là nhiều những người yêu mến, tôn kính thầy Minh Tuệ. Thì ngược lại thì cũng có những người ganh ghét thầy Minh Tuệ, mà đa số đó là đệ tử của thượng tọa Thích Trân Quang. Và chính bản thân của thầy Thích Trân Quang đó cũng có một cái bài thuyết giảng giống như là nói rằng á, nói xỉa sói ha, thầy Minh Tuệ rằng đừng có bao giờ nhìn thấy một cái thằng nó mặc đồ rách rưới ôm cái nồi cơm điện đi thì được gọi là thánh nhân thế này thế kia ha, và đó là một cái thằng ba trợn ha. Có nghĩa rằng là thầy Thích Trân Quang đó đã xỉa sói thầy Minh Tuệ là một cái thằng ba trợn. Thì không biết là hôm nay ai là thằng ba trợn đây. Nghiệp nó đến lẹ quá. Tại vì thầy Minh Tuệ là một người chân tu mà, ai mà nói không đúng về thầy hay là xúc phạm đến thầy đó thì chắc chắn quả báo nghiệp nó tới lẹ lắm của chú anh chị. Thì em xin phép được chia sẻ một cái bài báo liên quan đến câu chuyện của thầy Thích Trân Quang trước, rồi em sẽ cùng đưa ra cái nhận định, cái quan điểm của mình xoay quanh cái câu chuyện của thầy Thích Trân Quang ha. Thì hôm nay có rất nhiều báo, báo Tuổi Trẻ, báo Pháp Luật, rồi báo Sức Khỏe và Đời Sống vân vân, rất là nhiều báo, báo Người Lao Động này kia ha, báo Dân Trí đã chia sẻ về cái việc là thượng tọa Thích Trân Quang bị cấm thuyết giảng dưới mọi hình thức trong vòng 2 năm. Thì thượng tọa Thích Trân Quang không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền Tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong thời gian 2 năm. Tức nghĩa rằng là tại chùa của ổng cũng không được thuyết giảng, mà cũng không có được đi đến chùa khác, cũng mà ăn nói linh tinh lang tang ha. Theo Phật sự online thì ngày 19 tháng 6, thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội đã thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ấn ký thông báo số 244 của gọi là Hội đồng Trị sự Văn phòng 2. Thông báo kết luận của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc xử lý và kỷ luật đối với Thượng tọa Thích Trân Quang, trụ trì chùa Thiền Tôn Phật Quang, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vậy thì hôm nay chúng ta đã có được cái kết quả chính thức là ông thầy Thích Trân Quang đã bị xử lý, bị kỷ luật bằng cái hình thức là cấm thuyết giảng dưới mọi hình thức trong vòng 2 năm ha. Mấy ngày trước đó, thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà ông thầy Nhuận Đức, đúng không? Ông thầy Nhuận Đức cũng đã từng bị kỷ luật, nhưng mà chỉ kỷ luật có 1 năm thôi. Còn thầy Trân Quang đó là cao siêu hơn, nên gọi là bị kỷ luật tới 2 năm luôn đó. Nghiệp tới lẹ quá ha. Bày đặt lên xỉa sói ông thầy Minh Tuệ là ba trợn thế này thế kia ha. Mặc áo rách rưới ông được cung điện là ba trợn ha. Giờ không biết là ai ba trợn đây. Theo thông báo vừa qua thì Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận được các văn bản và đơn thư của các cộng đồng Phật tử, nhân dân cũng như là những thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng, báo chí và mạng xã hội phản ánh về nội dung những bài thuyết giảng của Thượng tọa Thích Trân Quang, trụ trì chùa Thiền Tôn Phật Quang, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã gây hoang mang trong xã hội, phản ứng của cộng đồng làm suy giảm niềm tin Phật giáo và ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội. Vào ngày 18 tháng 6, tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, lãnh đạo các ban hoằng pháp, pháp chế, kiểm soát, thông tin và truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã họp xem xét sự việc với sự tham gia của Thượng tọa Thích Trân Quang. Thì ở đây á, báo của ta có đưa lên cả cái giấy làm việc luôn nha cả nhà. Đây là cái thông báo nè, có luôn cả cái giấy luôn ha, có mộc đỏ đàng hoàng hết nha cô chú anh chị em, chứ không phải là mình nói suông ha. Thì sau khi mà thẩm tra báo cáo của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đó về các nội dung thuyết giảng của Thượng tọa Thích Trân Quang, đánh giá nội dung của các video thuyết giảng của Thượng tọa Thích Trân Quang và ý kiến các đại biểu dự họp, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự khẳng định một số nội dung thuyết giảng về giáo lý nhân quả của Thượng tọa Thích Trân Quang là không đúng với chánh pháp, gây hoang mang trong xã hội. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự quyết định kỷ luật Thượng tọa Thích Trân Quang, không được thuyết giảng với mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền Tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong thời gian 2 năm. Thiền Tôn Phật Quang
và Thượng tọa Thích Trân Quang phải thu hồi tất cả các phái quy y Tam Bảo có nội dung tự sửa một trong năm giới, năm giới không đúng với ngũ giới do Đức Phật chế trong giới luật Phật giáo, gỡ bỏ tất cả các bài giảng với nội dung gây hoang mang xã hội. Như vậy thì cái việc mà ông ta ổng tự ý sửa cái giới luật ha, sửa cái ngũ giới cấm đó, cái điều gọi là tà dâm mà ổng đổi thành giống như là trung thành tuyệt đối đó ha, là cũng sai luôn. Trong kết luận này đó, người ta nói rằng là cái việc mà ông ta tự ý sửa ngũ giới cấm là đã sai rồi, đúng không? Thượng tọa Thích Trân Quang và ban quản lý thiền tôn Phật Quang phải chấn chỉnh sinh hoạt của các đạo tràng, chúng thanh niên Phật Quang tại các tỉnh, thành phố, không đưa các bài giảng của Thượng tọa Thích Trân Quang lên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian Thượng tọa Thích Trân Quang nhập thất sám hối tại thiền tôn Phật Quang. Trời đất ơi, ông nhập thất luôn rồi, ông ngoài nhập thất ông sám hối luôn của chúng em ơi, phải nhập vô tù đỡ quá, nhập thất mốt có xuất hiện nữa, đúng không? Nói chung là chỉ cấm thuyết giảng vòng 2 năm thôi, cấm luôn đi chứ con nghĩ sao mà cấm có 2 năm mà si nhê gì, đúng không? Mới mốt rồi 2 năm sau cũng nói y chang vậy nữa à. Giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời của chú anh chị em. Và mình xin nói rõ là ở đây á, là người ta chỉ nói về những cái bài thuyết giảng thôi, chứ còn những cái vấn đề mà liên quan đến đoạn ghi âm của một số Phật tử người ta tố cáo là hoàn toàn chưa thấy chịu giải quyết trong cái bài này. Và kể cả những cái vấn đề mà mình còn thắc mắc như là người tu có được giống như là thành lập công ty hay không, thì hồi sáng em có chia sẻ một cái bài đó là ông Thích Trân Quang là mở một cái công ty, công ty riêng đó, giống như là ổng là nắm 80% cổ phần đó, rồi buôn bán những tượng Phật, tranh Phật, rồi những đồ làm lễ cúng, rồi máy nghe pháp, rồi thậm chí là có bán luôn cả thực phẩm chức năng, không trà giảm cân, trà làm đẹp, rồi kể cả cái viên gọi là địa long, đúng không? Viên địa long đó, là cái viên làm từ cái con trùng đất đó để mà trị bệnh đó, thì cần phải vào cuộc để mà giám định thử coi là cái viên địa long này nó sản xuất ở đâu, nguồn gốc xuất xứ nó ở đâu, nó có đủ tiêu chuẩn để mà chữa bệnh hay không, những cái thực phẩm chức năng này nè có nguồn gốc rõ ràng hay không, đúng không? Cái người tu mà gọi là đi làm kinh tế, làm giám đốc thế này thế nọ, thấy không? Rồi 80% là 2.4 tỷ đó, là tiền đó là tiền túi của ổng hay là tiền của người ta cúng dường, đúng không? Và còn rất nhiều những cái phát ngôn mà nó lệch chuẩn của ổng nữa đó, chẳng hạn như là chỉ cho người ta cách trị bệnh tầm bậy tầm bạ, lỡ người ta nghe lời ổng, người ta uống theo, người ta làm theo thì sao, người ta thiệt mạng thì sao? Có phải ổng là một cái người gián tiếp giống như là tước đi tước đoạt mạng sống của nhiều người không, của chú anh chị em? Thành ra rất là nguy hiểm, gỡ bỏ hết một số bài đó, và cũng phải cần làm rõ về những vấn đề tài sản tiền bạc này kia đó trong cái đoạn ghi âm mà người ta đưa ra đó, thử coi là ổng có thật sự là có nhiều đất đai, nhiều tiền bạc thế này thế kia hay không, cũng làm rõ luôn để cho cộng đồng mạng người ta biết, đúng không? Chứ còn đi tu là tứ đại gia không, mà bốn bể là nhà, chứ đâu có thể nào mà nói rằng là chùa là của riêng ai, hay là đất đai xe cộ đồng hồ Rolex đó là của riêng ai, đúng không? Đó là sai ha. Tiếp tục vào cả nhà. Thượng tọa Thích Trân Quang và ban quản lý thiền tôn Phật Quang phải chấn chỉnh sinh hoạt của các đạo tràng, chúng thanh niên Phật Quang tại các tỉnh, thành phố nè, đó, không được đưa các bài giảng của thầy Thích Trân Quang lên nha. Giao cho ban tăng sự Trung ương, ban pháp chế Trung ương, ban kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để mà giám sát việc thi hành kỷ luật trong thời gian 2 năm đối với Thượng tọa Thích Trân Quang. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có trách nhiệm hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho các tăng ni đang tu tập tại Thiền tôn Phật Quang được ổn định theo đúng hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật nhà nước. Thì đọc đến đây đó, thì cả nhà mình cũng thấy rằng là cái việc mà cơ quan chức năng á, người ta bên phía Phật giáo á, người ta vào cuộc trong thời điểm này đó là để giải đáp một phần thôi, một phần những cái thắc mắc mà của rất nhiều cô chú anh chị em cộng đồng mạng á, người ta thắc mắc. Nhưng mà cũng còn một số là chưa có giải quyết thỏa đáng. Thì hiện tại thì ổng đã nhập thất 2 năm rồi, đúng không? Đã nhập thất luôn rồi. Thì mình không biết là tại sao á, có một số người ha, chẳng hạn như là cái con Angela Phương Trinh nè, chẳng hạn như là cái thằng Tấn Nguyễn bác sĩ nè, cái thằng Tấn Nguyễn Khiêm Từ nè, cái thằng Tấn Nguyễn là bác sĩ đó, bác sĩ đa khoa đó, rồi cái thằng Minh Sài Gòn nè, là đệ tử của ông thầy Rolex nằm trong cái nhóm chúng thanh niên đó, thì đến giờ này tụi nó vẫn còn ngáo, đúng không? Vẫn còn ngáo. Chẳng hạn như ngày hôm qua nè, cái thằng
Thằng Tấn Nguyễn bác sĩ nó viên nó ghi như thế này nè. Nó đăng những cái hình ảnh của ông thầy nó ha, nó đăng những cái hình ảnh của ông thầy nó đi làm từ thiện. Rồi nó ghi như sau nè, nó ghi cho cả nhà nghe này ha. Những hình ảnh giản dị đời thường của bậc thánh nhân. Tôi nhấn mạnh là từ thánh nhân, trời đất ơi. Nó tung hô gọi là cái ông Thích Chân Quang là thánh nhân. Thánh nhân bây giờ bị cấm thuyết giảng 2 năm rồi đó. Nhập tháp luôn rồi đó. Thánh nhân hay quá, thánh nhân ghê quá. Làm những chuyện nhỏ nhặt trong chánh niệm và tình thương bao la cho chúng sinh. Nó thật sự luôn á, cái lũ ngáo ở trong cái nhóm chúng thanh niên này nè, thì hình như là nó đội cái thằng Lê, cái thằng gọi là Thích Du Lết này đó. Nó đội gọi là cái ông gọi là thượng tọa Thích Chân Quang đó lên tinh tới trên đầu được hơn gọi là gia đình cha mẹ nó nữa. Nói chung là cái đám đệ tử mà nằm trong cái nhóm chúng thanh niên này đó là đầu óc của nó bị tẩy não rồi, nó bị nhồi nhét vào đầu là phải luôn bảo vệ sư phụ thế này thế kia đến cùng, đến hơi thở cuối cùng đó. Đâu bữa nay đứa nào lên bảo vệ giùm đi. Nay gọi là giáo hội Phật giáo Việt Nam nó chính thức kỷ luật gọi là sư phụ tụi bay đó. Angela Phương Trinh đâu? Thằng Minh Sài Gòn đâu? Thằng Tấn gọi là bác sĩ đâu? Mấy cái đứa mà tôi vừa nêu đó là nó tấn công vào ông thầy Minh Tuệ rất nhiều để mà nó bảo vệ cho cái thằng sư phụ của nó ha, là cái ông Thích Roulette đó, đúng không? Thành ra là tôi mới nhắc tên tụi nó. Chứ nếu mà tụi nó mà không có nói xúc phạm đến thầy Minh Tuệ ha, chửi ông thầy Minh Tuệ là một cái thằng đầu đường xó chợ ăn mày ăn xin cái bang này kia đó, những từ mà rất là thô tục đối với ông thầy Minh Tuệ, xúc phạm rất là nặng nề, thì tôi chẳng thèm nhắc tới cái thằng Tấn Nguyễn để làm gì, không thèm nhắc tới thằng Minh Sài Gòn hay là kể cả cái con Angela Phương Trinh, nó làm gì nó làm thì kệ nó ha. Nhưng mà tụi nó quá hổn khi mà xúc phạm đến một cái vị chân tu, một cái người chân tu giống như thầy Minh Tuệ. Cái đức hạnh của người ta rất là cao, đúng không? Thực hành gọi là mấy năm trời rồi chứ không phải là mới đi đây. Còn tụi nó bảo vệ thầy nó thì nó có quyền, nhưng nó không có quyền xúc phạm người khác. Đó là quan điểm cá nhân của em ha. Để hôm nay coi thầy Bảy Nguyễn Xin có viết bài gì để mà gửi đến ông thầy Thích Chân Quang hay không cả nhà ha. Có nè cả nhà. Thì cách đây khoảng 2 giờ trước đó, thì thầy Bảy Nguyễn Xin có viết một cái bài như thế này. Trước đây em Xin từng học rất nhiều ấn phẩm được chấp bút lại từ bác Ba Phi. Nhưng gần đây em Xin mới biết là bác Ba còn có một người anh nữa. Anh của bác Ba Phi là bác Hai Quang. Thượng tọa Thích Chân Quang bây giờ ảnh đổi thành là bác Hai Quang luôn rồi. Lằng nhằng mãi nay mới có chỗ kết luận các sàm ngôn của bác Hai Quang. Rồi cấm bác Hai Quang là không được thuyết giảng với mọi hình thức trong vòng 2 năm. Thảo nào là em Xin thấy bác Hai Quang đó giải tán khóa tu cho hơn 400 em tại chỗ này. Rồi triệu tập các thủ lĩnh của chúng thanh niên về gấp để mà họp gấp. Họp gấp ha. Đà này bác Hai Quang chỉ cần ra lệnh chúng thanh niên chơi tới bến đối với cơ quan chủ quản của bác Hai Quang luôn. Là Giáo hội Phật giáo Việt Nam đó. Chia vui cùng giáo hội vì đã củng cố uy tín cho Phật giáo. Chia buồn cùng cộng đồng mạng vì từ nay hết clip hài của hát bác Hai Quang để mà xem nữa rồi. Nói chung là cái bài này thì Nguyễn Xin đã xéo ha, khịa ông thầy Thích Chân Quang, nói rằng là bác Hai Quang là anh của bác Ba Phi. Từ nay gọi là thầy Quang, bác Hai Quang bị kỷ luật rồi, không có còn được nghe những cái clip hài của bác Hai Quang nữa. Đó là cái bài của Nguyễn Xin ha. Thật sự mà nói, không biết là ông thầy Quang này nè, ông tu từ khi nào, hoặc không biết ông tu từ nhỏ tới lớn hay là từ khi nào. Nhưng mà cái việc mà ông bị kỷ luật như vậy đó, nó rút ra được rất nhiều bài học cho cái nhóm chúng thanh niên này. Đừng có thần tượng quá. Nếu thầy tụi bay là đúng hết, là thánh nhân, tại sao ông lại bị kỷ luật, đúng không? Đừng bao giờ gọi là tung hô thầy của tụi bay là Phật sống, là thánh nhân nữa, nghe nó kỳ lắm. Nghe mấy thằng chúng thanh niên như là mấy đứa đệ tử ngu muội, như là cái thằng Minh Sài Gòn hay là Angela Phương Trinh hay là Tấn bác sĩ đừng thần thánh ổng quá, về lo cho cha mẹ đi. Mình là con người, mình phải tròn vẹn, đúng không? Mình phải lo lắng gia đình, ba mẹ, vợ con được an yên, ổn định,
mình mới yên tâm mình đi tu hành, đúng không? Còn cái này tự nhiên về bàn thờ của ông bà đó dọn dục xuống luôn, đem gọi là hình Đức Phật lên, rồi tiếp tục là cha mẹ mình không có ăn chay được thì giống như là đem cá đem này đem kia thả luôn, chửi ba mẹ mình là con này con kia, thằng này thằng nọ, thậm chí là đòi sống đòi chết để mà bảo vệ ông thầy Rulet này, thì thấy nó đi ngược lại với hoàn toàn cái giáo lý của nhà Phật ha. Thành ra là nếu mà ai nói rằng là thương mến ông thầy Thích Rulet đó, làm ơn cho tôi hỏi, ổng tu mấy chục năm rồi sao mà cái nghiệp ổng còn nặng vậy? Nghiệp quả đó, ổng đang trả nghiệp đó, thấy không? Là chứng tỏ là ổng tu tầm bậy rồi, đúng không? Chứ tu đúng là ổng đâu có bị nghiệp quật, ổng đâu có bị quả báo đâu, đúng không? Vậy là mười mấy năm nay là ổng tu tầm bậy hay sao mà đến giờ này mà nghiệp nó vẫn còn quật ổng, vẫn còn bị quả báo khi mà khịa tới ông thầy Minh Tuệ, đúng không? Nói ông thầy Minh Tuệ là một cái thằng bá trợn, đúng không? Ôm là cơm điện rồi mặc đồ rách rưới này kia đó. Còn bây giờ thì chúng ta biết được ai là thằng bá trợn rồi, đúng không? Thằng bá trợn là ta không có cho nói, đúng không? Ta cấm sống gọi là cấm gọi là thuyết giảng 2 năm luôn đó, cái thằng đó mới bá trợn đó. Chứ còn ông thầy Minh Tuệ đâu có làm gì ảnh hưởng tới ai đâu, bá trợn, đúng không cô chú anh chị em? Đó, thì hôm nay thì em làm một cái video ngắn ngắn như thế này nè, gửi đến cô chú anh chị em mình. Chiều thì em sẽ tiếp tục với cả nhà mình tiếp ha. Chứ tại vì lâu lắm rồi em mới làm cái video để xuất hiện cái khuôn mặt mình lại, không biết là nó có được đề xuất hay không ha. Mong cô chú anh chị em mình xem video đó cũng bấm like, bấm chia sẻ, rồi cũng như là những ai lần đầu tiên đến kênh cũng cho em xin được đăng ký ha, để em mà tiếp tục nói về câu chuyện của những cái vấn nạn trên xã hội ha, liên quan đến câu chuyện của ông thầy Minh Tuệ nè, cô Nguyễn Phương Hằng nè, những người mà lợi dụng câu chuyện của ông thầy Minh Tuệ để mà trục lợi, cũng như là những người lợi dụng câu chuyện của cô Nguyễn Phương Hằng để mà trục lợi hay là lên án gia đình của ông Lê Tùng Vân ở tỉnh Thất Bồng Lai, thì em đều chia sẻ cái gì mà nó đúng theo pháp luật, nó đúng theo gọi là cái gì mà anh chị em mình đó là luôn tôn thờ cái sự thật, tôn trọng sự thật. Chứ còn những người mà lợi dụng vào những cái drama đó để lừa đảo, lừa gạt, để trục lợi thì mình đều lên tiếng hết. Chẳng hạn như cái anh giáo chủ lập phép đó, không? Ngày hôm nay thì anh đi qua bên Lào, không biết là anh trốn bởi hay gì đó, chắc là sợ ở Việt Nam rồi công an bắt hay gì đó, nên anh trốn qua bên Lào rồi, anh đi ra Cồn, anh đi qua Cồn Lào, không biết ông cào gì bển nữa đó. Thì tới giờ này thì anh lên một cái chiến dịch là đi báo cáo các kênh. Vì vậy là kênh của em đó cũng nằm trong cái nhóm mà để bị cái anh giáo chủ lạc phét lạc lòi là báo cáo, thành ra là nó cũng rất là mắc đề xuất. Thành ra các bạn ở nhà mình xem á, nhớ bấm like trước để cho cái video nó được có cái sự tương tác. Chứ còn một cái người mà sống vì lợi bản thân mình cũng như là suy nghĩ muốn hại người này hại người kia, thậm chí là hướng dẫn cái khán giả của mình đó để đi báo cáo kênh người khác đó, mình thấy cái người đó sống rất là hèn của chú anh chị em. Thì nó thật sự là do ảnh hưởng từ cái gia đình nó giáo dục thôi. Ví dụ như ông bà nội nó hay là ba mẹ nó hay ông bà ngoại nó dạy nó như thế nào thì nó mới trở thành một con người như vậy thôi chú anh chị em. Chứ còn nếu mà nó được ăn học, được gia đình dạy dỗ đàng hoàng đó, thì cái thằng lạc phép này nó đâu có như vậy đâu, đúng không? Cái yếu tố gia đình giáo dục đó, nó rất là quan trọng. Người ta sẽ không cười nó mà người ta đánh giá là cái gia đình nó là người sống như thế nào, đúng không? Một người đàng hoàng thì gia đình nó cũng sẽ đàng hoàng, đúng không? Còn nó giờ nó đi suối người này suối người kia để đi đánh kênh người ta, báo cáo kênh người khác để mà cho sập kênh người khác. Nó thật sự mặc dù là mình biết cái chuyện đó rất khó, nhưng mà nó làm những cái chuyện mà mình không thể nào ngồi im được cô chú anh chị em. Chẳng hạn như bây giờ nếu mà mày nói muốn báo cáo kênh đó mà sập kênh người khác đó, thì mày đi báo cáo những cái kênh mà phản động đó, chẳng hạn như là Trương Quốc Huy nè, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nè, Lý Sa Phạm nè, Hùng Trần Gomini nè, Phi Đoàn nè, Đạt Nguyễn nè, và còn rất nhiều kênh phản động chửi bới chính quyền Việt Nam mình đó, tại sao mình không đi báo cáo những kênh đó đó để giống như là bịt miệng bịt mồm tụi nó lại, đúng không? Còn những anh chị em trong nước này nè, người ta lên án những cái bọn phản động, những cái thành phần xấu xa.